Chào tất cả các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm. Đó là máy cắt vo viên thịt bò mọc, vo viên tròn, cắt tròn giống như một viên bò mọc ấy. Đấy, với đường kính cắt là 2.5 cm. Inox 100%, công suất là 1500W. Tốc độ 1400. Đây. Hai nút điều chỉnh. Đặt tắt. Đây, tắt hai nút điều chỉnh. Các bạn bỏ nhồi thì đây, bỏ thì đây rồi sau khi đã xay nhớ đây. Thì nó sẽ là nó sẽ cắt tự động lên trên đây. Cắt tự động lên trên đây. Dưới đây là có cái phần cắt này. Đấy. Đấy, các bạn mua hàng xin có số điện thoại 0934 1822. Qua sàn sẽ mở thêm hoa cho con cái điện thoại dấu. Đây bên mình có các loại máy chế biến khác, máy thái thịt này, máy đủ xúc xích này, máy nhiều xúc xích này, máy viên bò lọc này. Cảm ơn nhé. Đấy chính là phòng phòng bày mình có tên hoa. Sau đây mình sẽ chạy thử nhé. Cạnh này nó phải sát để nó có thể nhồi xuống dưới được nha. Đấy. Cảm ơn các bạn. Đấy. Mình còn máy thái thịt này, máy xay giò này, máy xay thịt này, máy thái sợi bì đang chua này. Đấy. Các bạn nói nhá. Với website sửa máy thêm hóa.com có điện 06 điện thoại 0934 1822. Cảm ơn các bạn.